mọi người, tôi đang đứng tại ga Hà Nội và nơi này chỉ chưa đầy 24 giờ nữa thôi thì người Fish từ đầu cầu Hà Nội sẽ tiến về bãi biển Cảnh Dương. Cũng trong ngày 18 tới đây thì tại đầu cầu Sài Gòn thì người Fish của chúng ta cũng sẽ lên một chuyến tàu để tiến về bãi biển Cảnh Dương. Và như chúng ta đã biết thì đường sắt Việt Nam vốn là một người bạn lớn, là một đối tác lâu năm đối với FPT Fish trong những dự án như là dự án về vé tàu điện tử hay dự án về vận tải hành khách. Và để hành trình ngày mới của chúng ta diễn ra thành công thì không thể không nói đến sự hỗ trợ, sự hợp tác của hai công ty, đó là công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội và công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn. Hai công ty đã cho chúng ta 3 chuyến tàu từ Hà Nội đến Cảnh Dương và từ Hồ Chí Minh đến Cảnh Dương với những chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như kỹ thuật thì đã rất là chu đáo cho người Fish để đến với hành trình 25 năm. Sau đây thì chúng tôi sẽ có một buổi trò chuyện ngắn với chị Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội về những cảm xúc, về sự chuẩn bị của Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho hành trình ngày mới, hành trình kỷ niệm 25 năm thành lập Fish. Chúng ta hãy cùng theo dõi buổi trò chuyện này nhé! Khác với mọi khi là tàu chỉ có đúng hành trình cố định, đi đến từng ga và khách lên xuống. Đây là một cái hoạt động cũng đã mang tính lan tỏa về cái phong cách phục vụ cũng như cảnh quan của đất nước, cũng như là các hoạt động tập thể của các cái đơn vị doanh nghiệp. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với tập đoàn FPT cũng đã có các mối quan hệ hợp tác rất là lâu dài. Nhưng riêng với công ty vận tải đường sắt Hà Nội Harako với công ty FPT Fish là đã có cái sự hợp tác được nhiều năm và cho chúng tôi được phát triển các lĩnh vực là phục vụ hành khách cũng như là kinh doanh hàng hóa và công tác quản trị doanh nghiệp. Thế thì để đáp lại hợp tác bền vững cũng như là phát triển của hai đơn vị và cái đề xuất tổ chức ở Lăng Cô của Fish thì chúng tôi thấy rằng là do cái sự hợp tác như vậy thì chúng tôi đã có những cái hỗ trợ riêng đặc biệt và thành lập cái hành trình riêng phù hợp với yêu cầu, với nhu cầu và tính chất tổ chức của bên Fish. Riêng Fish là theo một nhu cầu riêng và yếu tố nó cũng khác nhau, nhưng chúng tôi cũng tổ chức nó cũng hơi đặc biệt một chút, có cái sự chuẩn bị kỹ càng và hai bên cùng trao đổi để đưa ra thành một cái sản phẩm, một cái chuyến tàu tôi cho rằng là sau khi kết thúc sẽ mang lại rất nhiều gắn kết giữa các doanh nghiệp hợp tác với nhau. Chúng tôi đã tổ chức riêng 3 đôi tàu, 2 đôi từ Hà Nội và Lăng Cô và 1 đôi từ Sài Gòn ra Lăng Cô để cho cán bộ công nhân viên của Fish ở khắp các vùng miền tổ chức kỷ niệm 25 năm tại Lăng Cô. Và để có cái chất lượng và phù hợp với nhu cầu thì căn cứ vào các cái yêu cầu trao đổi giữa hai bên thì là sẽ lựa chọn những cái toa xe, ghế ngồi phù hợp với cái yêu cầu của bên Fish và tổ chức các cái hoạt động ở trong suốt cái hành trình trải nghiệm đấy để của bên Fish để có cái cuộc đi, chuyến đi có cái sự trải nghiệm đầy ý nghĩa. Cái hành trình mà FPT Fish sang trao đổi để tổ chức cho cán bộ công nhân viên khắp mọi miền đất nước từ Bắc vào Nam để đi vào tập trung tại Lăng Cô tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, nó mang một cái giá trị ý nghĩa rất là lớn. Cán bộ công nhân viên thì trải nghiệm trên tàu dọc đất nước để được ngắm cái phong cảnh của quê hương đất nước và biết được cái giá trị vẻ đẹp của đất nước mình trong cái hành trình trải nghiệm từ Bắc vào Nam của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Việc tổ chức này cũng tương đối khó cho các doanh nghiệp và Fish đã làm được thì tôi cho rằng đây là một cái sự đánh giá rất là cao. Xin chúc cho cán bộ công nhân viên cùng công ty FPT Fish với cái sau cái chương trình hành trình ngày mới này sẽ có một cái bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa và ấn tượng hơn nữa để cho cái sự lan tỏa của các cái phần việc đóng góp cũng như tham gia phối hợp của Fish với đường sắt Việt Nam nói chung, với công ty vận tải đường sắt Hà Nội nói riêng cùng phát triển hơn nữa để nhiều khách hàng nắm bắt được và biết được để tham gia với chúng ta trong cái cuộc kinh doanh phát triển của doanh nghiệp.